Hello, chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Bạn Thường Núi của mình nha. Thì mấy bữa thì mình mấy kỳ thì mình hay đi quay xe chở keo. Như vậy thì hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn xem các con đường xe chở keo như thế nào trên Thường Núi nha. Cảm ơn các bạn theo dõi nha. Đây là con đường cái dốc đầu tiên lên cái xe chở keo ở Thường Núi đây.